Chào mừng các bạn đến với kênh tin tức 24 giờ. Được nhiều người săn lùng, Honda SH 2019 bỗng nhiên thành hàng hiếm. Trong khi Honda SH 2020 trên giá từ 18 đến 20 triệu đồng, thì nhiều khách hàng vẫn có nhu cầu tìm mua Honda SH 2019 do yêu thích kiểu dáng hơn. Nhiều đại lý còn xe hết giá Honda SH cũ trên tới 25 đến 30 triệu đồng, cao hơn cả mẫu xe mới. Hai phiên bản Honda SH 2020 đều đã được bán ra tại thị trường Việt Nam. Cuối năm là thời điểm lý tưởng để Honda SH 2020 ra mắt khi nhu cầu mua dòng xe tay ga cao cấp này tại các đại lý tăng cao. Đây cũng là lý do tại sao Honda SH luôn rơi vào tình trạng sốt giá ở các đại lý trong dịp cận Tết. Honda SH 150i CBS có giá bán lẻ đề xuất là 87.990.000 đồng và phiên bản có phanh ABS có giá 95.990.000 đồng. Trên thực tế, giá bán lẻ thực tế của các đại lý phiên bản SH đều trên cao ở các đại lý. Ngay sau khi Honda SH 150i chính thức được bán ra ngày 11 tháng 12, sau một thời gian tạm hoãn, giá bán của các phiên bản Honda SH 125 trên khoảng 12 triệu đồng tại các đại lý, trong khi giá bán của phiên bản Honda SH 150i trên tới 18 đến 20 triệu đồng tùy từng đại lý và từng thời điểm. Dù các phiên bản Honda SH đã chính thức được bán ra đầy đủ tại thị trường Việt Nam, tuy nhiên nhiều người vẫn tìm hỏi Honda SH 2019 vì thích kiểu dáng của mẫu xe này. Một vài nhân viên tư vấn bán hàng tại các đại lý Honda HS tại Hà Nội cho biết vẫn lác đác có vài khách hỏi về Honda SH 2019, chủ yếu là phiên bản 150, để khảo sát mức giá và tìm mua xe. Tuy nhiên, hiện tại các đại lý Honda đều vẫn đang tập trung bán Honda SH 2020 và bản cũ 2019 không có ở nhiều đại lý. Do nhiều người có nhu cầu tìm kiếm nhưng lượng xe còn lại ít và khan hiếm nên dẫn đến tình trạng Honda SH 2019 vẫn tiếp tục được đẩy giá lên cao. Một số đại lý còn xe, giá bán của Honda SH 150 cũ vẫn cao ngất ngưỡng khi chênh lệch so với giá bán lẻ đề xuất từ 20 đến 25 triệu đồng tùy đại lý và màu xe. Thậm chí có đại lý hét giá Honda SH 2019 150 chênh tới gần 30 triệu đồng do số lượng xe còn lại rất hiếm. Nhiều người dùng cũng phản ánh trên các hội nhóm về tình trạng các đại lý vẫn đưa thông tin về mẫu xe Honda SH cũ, nhưng khi khách hàng đến tìm hiểu lại thông báo hết hàng và giới thiệu mẫu xe mới. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy nhớ like, chia sẻ hoặc đăng ký kênh để có những thông tin mới nhất.